Vâng, chào mừng các bác đã quay trở lại với kênh Shop Hàng Bãi nhé. Hôm nay tiếp tục lại về cho bác, hôm nay là về được lô nồi cơm các bác nhá. Hôm nay về được lô nồi cơm điện này, nồi cơm điện Toshiba Tiger đấy, rồi bình thủy, rồi bình giữ nhiệt đấy. Các bác nào quan tâm mã sản phẩm thì liên hệ cho em theo số điện thoại 0818 13 198 các bác nhé. Và các bác nào đang xem video thì ủng hộ em, một nút like, một nút đăng ký kênh, nút chia sẻ kênh các bác nhé. Đó, trước mắt các bác là một con Toshiba này, con này dung tích khoảng một lít rưỡi các bác nhé. Con này của nó là dung tích 1,5 lít, hiệu Toshiba, và chế độ của nó là áp suất, cái này là áp suất 2 bi các bác nhé, áp suất 2 bi. Đấy thì con này mang lên mã cho em và liên hệ cho em theo số điện thoại là 0818 13 198 này. Đấy thì con này dung tích của nó 1 lít nhé các bác nhé. Đây lòng nồi, đế nồi của nó đây. Đấy các bác nhìn rất đẹp luôn các bác nhé. Đấy rất là ok. Đó, đây lòng nồi của nó này. Các bác nhìn đẹp, rất tuyệt vời luôn. Đấy, còn như mới luôn các bác nhé. Còn như mới luôn. Đấy con này thì các bác sẽ nấu cơm cho em là tầm cỡ 3-4 người ăn, 4 đến 5 người ăn các bác nhé. 4-5 người ăn thoải mái luôn. Đấy, tầm 4-5 người ăn thoải mái luôn. Đây nó có mực nước và mực gạo nhá. Đó. Còn cái này thì cái này cái giòn của nó, cái bi, cái nắp của nó đây. Đấy, cái này cái nắp của nó đây. Đó. Giòn của nó rất là xanh, còn rất đẹp luôn các anh nhá, rất đẹp luôn. Con này thì hiệu của nó Toshiba này. Đấy, và cái ở đây thì nó sẽ có đề đây là điện áp của đây là lực, cái nào của nó 1 lít này, đây 1 lít này. Còn điện áp của nó là điện áp 100 nhá các bác nhá, điện áp 100. Điện áp 100V và 1250W. Đấy. Con này nó sản xuất năm, đây cái mã của nó đây và cái sản xuất đâu nhỉ? À nó là sản xuất hai đời 2019 các bác nhá. Đây 2019 này. Đấy, sản xuất ở đây ở dưới nhá, đây ngày sản xuất ở dưới này. Đấy, đây có cánh, có quạt tản nhiệt này, quạt tản nhiệt đây này. Các bác nhìn con này rất đẹp luôn các bác nhá, rất là mới luôn. Đấy, dây giờ rút ra rút vào thì vẫn còn ok này. Đấy, con này tay xách nhá, con này có tay xách, có quai xách luôn. Đấy, các bác nhìn chưa? Đây thì chế độ nấu cơm ở đây và hẹn giờ. Đấy, rồi vấn đề là nấu cơm ngon này, đấy hay là cơm khô, cơm gạo trắng, gạo nứt nhá. Còn cái phần này là đây, ở đây nó có màn hình hiển thị, đây màn hình LED này. Đó, đây nó có hiển thị, đây là các cái dòng chữ ở đây là những cơm ngon hay cơm gạo nứt hay là đủ xôi này, hấp này, hay đủ các loại luôn. Đấy. Đấy, các bạn nào quan tâm thì lên mã cho em là mã số đầu tiên của ngày hôm nay là cái nồi cơm nhá, nồi cơm này. Thì các bạn lên mã cho em là mã số con S86 nhé. Hôm qua là mã S85, nay lên mã S86 là 6 là về nồi cơm này. Đấy, một con nồi cơm Toshiba, hiệu Toshiba các bác nhé. Điện áp của nó là điện 100. Đấy, các bác về nhà bác nào máu điện 100 thì các bác dùng cái loại nồi cơm này thì ăn cơm rất là ngon luôn. Đấy, cơm của nó thì rất là chín, rất là đều, chín từ trên xuống dưới, từ trong ra ngoài. Tại vì cái này nó không giống như mâm nhiệt, con này nó có nhiệt của nó tả ở vùng quanh từ trên xuống dưới các bác nhá. Đấy, nên là rất là ok luôn. Qua lên mã cho em là mã số S86 này. Con S86 con em gửi đến các bác là đi 2 triệu 2 các bác nhá. 2 triệu 2 cho mã S86 này, một con nồi cơm Toshiba nhìn rất là ok luôn, rất đẹp. Đấy, rất là nặng luôn các bác nhá. Đấy, một con nồi cơm Toshiba hiệu Toshiba này, mã S86. Rồi một con Toshiba nữa này, một con Toshiba, con này màu đỏ các bác nhá, một con màu đỏ. Con này thì phần có chỗ này hơi móp một xíu này. Đấy. Con này cũng như vậy luôn coi nhá, như vậy luôn. Đấy, lòng nồi của nó rất đẹp luôn. Lòng nồi vẫn sáng sủa, sạch sẽ, đẹp đẽ luôn. Đấy. Con này thì đấy, phần đây nó còn vẫn đang dơ này. Đấy. Rất là đẹp luôn, giòn rất là dày, rất là sạch sẽ và còn đẹp luôn. Đấy các bác nhá. Dinh này xanh lè luôn. Đó. Con này thì dung tích của nó cũng vậy luôn, cũng là của nó 1 lít và ngày sản xuất của nó là
con này 24 các bác nhá. Con này đều hơi sâu. Con này 24 này. Đấy. Cũng có quai sách luôn, cũng có quai sách này luôn. Đấy, con này thì mò mận chín. Đấy. Quai sách cơ xước vẫn đầy đủ cho bác luôn. Đấy, con này ở đây nó có cái chỗ để các bác tháo để các vệ sinh cái chỗ mà hơi nước nhá. Đấy, hơi nước. Các bác nào lên mã cho em là quan tâm mã này lên mã cho em nhé, mã S87. Con mã S87 có dung tích của nó 1 lít và hiệu của nó Toshiba, điện 100. Đấy. Nấu cơm dành cho 4 đến 5 người ăn thoải mái luôn. 4 người ăn thoải mái luôn các bác nhé. Đó. Đấy, con này phần chỗ này nó hơi bị vỡ một miếng này. Vỡ một miếng chỗ này nha các bác nhé. Đây vỡ một góc cái này. Bên này nó hẳn hoi, bên này bằng này. Bên này vỡ một cái góc cái này. Đó các bác nhé, các bác nhìn nhé. Đấy. Rồi các bác nào quan tâm lên mã cho em này. Mã số 87. Con mã S87 này. Đấy, hôm nay về được luôn nồi cơm này rất đẹp luôn các bác nhé. Nhìn rất là ok luôn. Con mã S87. Con này gửi đến các bác là đi 2 triệu 100 nghìn con nhá, 2 triệu 1 cho mã S87 này, một con Toshiba màu mà màu mận này. Đấy. Rồi các bác quan tâm lên mã cho em nhá, con Toshiba S87 2 triệu 1. Rồi lên một con Tiger này, một con Tiger các bác nhá, một con Tiger. Đấy. Con này một màu trắng này, rất là tinh tuyền. Con này dung tích của nó là đi con này dung tích bao nhiêu nhỉ? Đâu nhỉ? Cũng 1 lít nhá. Dung tích của nó là 1 lít này. Đấy. Sản xuất 2015 các bác nhá, sản xuất 2015 này. Đấy. Đấy, con này thì đồng hồ biết điện tử đây vẫn hiển thị nhá. Đấy, đây thì nấu cơm này. Con lên menu nhá. Đây. Menu đây là chọn nấu này. Còn đây là hẹn giờ với lại hủy bỏ này. Đấy, nó rất là nhiều. Các bác nào mua thì em sẽ dán cho các bác cũng như từng chữ ở đây cho các bác để về các bác cứ việc là sử dụng thôi. Đó. Đây con này áp suất 2 bi, con này bi cũng vẫn còn ok luôn nhá. Đó. Đây con này lòng nồi của nó, con này nồi gốm này, con này nồi gốm nhá, gốm mà là gốm pha gang các bác nhá. Đấy. Đây thì dưới này cái phần này nó đặt xuống dưới thì nó xoay, nó chảy cái phần sơn tĩnh điện nha. Đấy, còn cái phần trong này gốm của nó rất ok, rất đẹp luôn các bác nhá, nhìn con phần gốm này. Đó. Lòng nồi của nó rất đẹp luôn các bạn. Đó. Con này cũng rất hoàn hảo luôn các bác nhá, còn rất đẹp luôn. Rồi các bác quan tâm lên mã cho em con Tiger, dung tích 1 lít, sản xuất 2015. Đấy, còn tương đối là đẹp, 80% các bác nhé. Đấy, còn rất là đẹp luôn, những con này còn rất đẹp luôn các bạn. Rồi các bác nào quan tâm lên mã cho em là mã số S87. Con S87 thôi nhé. Con mã S87 này. S87 con này gửi đến các bác là đi con này con Tiger dung tích 1 lít tay sách à, con này là cắp nách, con này cắp nách nhá, con này cắp nách này. Đấy, con này cắp nách chứ không có tay sao không có quai sách đâu. 2.150.000 coi nhá, 2.150.000 cho mã S87 này. Đấy, rồi các bác quan tâm lên mã cho S87 2.150.000 nhé. Rồi lên con một con Tiger nữa này. Con Tiger này rất là to luôn. Con này dung tích của nó thì được một lít 8 các bác nhá. Dung tích của nó 1 lít 8 này. Sản xuất thì của nó sản xuất 2016 các bác nhá. Dung tích 1 lít 8 và sản xuất 2016 này. Đấy, sản xuất 2016, Made in Japan. Đấy, con này thì hiệu của nó hiệu Tiger. Hiệu Tiger luôn các bác nhá. Đó.
Đây còn nói con này nổi rất đã luôn, to. Đây con này còn tương đối là rất là đẹp và rong riết còn rất là đẹp luôn, rất xinh luôn. Nồi của nó rất là dày rộng. 1.8 cơ mà các bạn, 1.8 cơ cho nên các bác thoải mái. Này, con này nó rất là dơ luôn. Đây lòng nồi của nó các bác này. Đấy, các bác nhìn chưa? Lòng nồi của bác này. Đấy. Trên dưới trong ngoài đít rất đẹp luôn. Đó, rong riết xanh lét, xanh lè xanh lét luôn. Con này còn dơ. Con này vệ sinh lên còn tuyệt vời luôn. Đấy, con 1.8 các bác nhá. 1.8 này. Con vì 1.8 hiệu của Tiger. Đấy. Dung tích 1.8, sản xuất là 2016, điện áp 100 các bác nhá. Rồi các bác quan tâm lên mã cho em là mã số S88. Còn mã S88 nhá. S88 này, con này em gửi đến các bác là đi 2 triệu 4 này. Đấy, con 1.8 này là 2.4 nhé các bác nhé. 2.8 là 2.4, con Tiger rất là to luôn. Rồi một con Tiger nữa nhé, con này con Tiger nữa này. Đấy, con này cũng rất là đẹp luôn. Con này của nó là cũng lòng nồi gốm này, cũng lòng nồi gốm. Con này cũng là một con này 1 lít thôi các bác nhé, con này 1 lít. Đấy, con này thì cái phần đế của nó thì hơi chảy, đấy, phần đế của nó hơi chảy. Còn giòn riết rất là đẹp luôn, giòn riết còn rất là đẹp. Đấy, giòn của bi rất là ok luôn, rất đẹp. Đấy. Con này thì của nó là sản xuất 2017 nhé, dung tích 1 lít, sản xuất 2017 này. Đấy, tem mác của nó còn rất đẹp luôn. Đấy, còn rất đẹp luôn các bác nhé. Đấy, rất là ok. Đó, rất là tuyệt vời luôn. Đấy, các bạn nào quan tâm thì lên mã cho em nhé. Lên mã cho em con mã số S89. Con S89 này. Đấy, con S89 này thì dung tích của nó là 1 lít, sản xuất năm 2017. Sản xuất năm 2017. Đấy, nấu cơm thì dành cho 4-5 người ăn. Đấy các bác nhé. Rồi các bác quan tâm lên mã cho em. Lên mã cho em S89 gửi đến các bác là đi con này là gửi đến các bác đi 2.2 2.200.000 các bác nhé. 2.200.000 cho mã S89 hiệu Tiger. Đấy, một con Tiger. Rồi tiếp tục lên một con Tiger nữa này. Con Tiger này thì nó cũng là con cắp nách các bác nhá, cũng là con cắp nách. Đấy, con này thì cũng áp suất của nó 2 bi. Đấy, các bác có thể nấu cơm nấu cháo ok luôn. Nấu cơm nấu cháo hầm xương trước này, các bác nhìn nồi của nó rất đẹp luôn các bác nhá. Còn nó rất đẹp luôn. Đấy, hiếm được cái bộ cái lô hàng nó đẹp như này. Đấy. Con này thì phần xi ở cái phần này nó có hơi bay này, hơi bay mò cái chỗ phần mép này nha các bác nhá. Đấy, cái phần này chỗ này là mình 2B đấy. Đấy, hay ấy vào tay vào đây như này là nó hơi xuống cái màu xi đấy, nó là màu xi bạc đấy. Đó. Con này thì nó sản xuất năm 2017, dung tích của nó 1 lít. Đó. Tổng thể tích của nó là 3 lít tất cả nhé. À, cái nào nào về mấy con 1 lít này tổng thể tích 3 lít, nhưng mà thực tích thực của nấu cơm là 1 lít thì các bác nhé. Đấy, sản xuất của Mezaban, Japan. Rồi, các bác quan tâm lên mã cho em nhé. Lên mã cho em là mã số S90. Con mã S90 hiệu Tiger. Dung tích 1 lít. Sản xuất năm 2017. Đấy, mấy cái dòng này đời nó rất là cao luôn các bác nhé. Nhìn rất là ok, rất đẹp. Con này thì nó có phần cũng có phần chảy xước nọ kia. Đấy các bác nhá. Đó. Đấy, rồi các bạn nào quan tâm lên mã cho em là con mã số S90. Con này gửi đến các bác là 2 triệu này. Đấy, 2 triệu cho con mã Tiger S90. Đấy. Áp suất 2B hiệu Tiger.
sản xuất năm 2017, dung tích 1 lít coi nhá. Đấy, dung tích 1 lít. Rồi, các bác nào quan tâm lên mã chưa? Rồi tiếp tục là lên cho các bác là bình thủy này. Đấy, à cái này bình giữ nhiệt này các bác nhá, bình giữ nhiệt các bác nhá. Đấy, lên cho các bác con bình giữ nhiệt. Con này thì dung tích của nó là tầm cỡ con này 2 lít các bác nhá. Đấy, dung tích của nó là tầm cỡ 1 lít 8 2 lít. Đấy. Cái độ giữ nhiệt của nó là 3 lớp các bác nhá, độ giữ nhiệt 3 lớp. Các bác không tin thì các bác cứ mua một cái về các bác sử dụng mà xem. Đấy, em ở nhà em đã sử dụng là em để đá từ chiều ngày hôm kia. Đấy, cho đến chiều hôm nay em bỏ đá vào bên trong. Đấy, và đá thì tất nhiên là chiều hôm nay thì nó sẽ không còn đá, nó tan hết ra rồi, nhưng mà độ lạnh của nó rất là lạnh luôn, vẫn còn lạnh luôn. Đấy, cho từ chiều hôm kia cho đến chiều hôm nay. Đấy, từ trưa hôm kia cho đến chiều hôm nay và đến chiều hôm nay. Đấy, là nhà em đang để như thế, em để test như thế mà nó vẫn cứ lạnh luôn. Đấy, tất nhiên là nó độ giữ nhiệt của nó rất là cao luôn. Đấy, cho nên là các bác quan tâm thì lên mã cho em là mã con này là mã số S91 này. Đấy, dung tích của nó là 1.8 con nhá. Thì các bác quan tâm thì lên mã cho em này, dung tích 1.8 cho con bình thủy bình giữ nhiệt hiệu Fortech. Đấy, con này lên mã cho là S91 này. Đấy, S91 gửi đến các bác là đi con này đi 320.000 các bác nhá. 300.000. Đấy, 300.000 cho mã S91 này. Đấy, các bác mà ra chợ hoặc là ra hay đi mua những cái hàng ở nội địa của hàng Việt Nam hay là hàng Trung hay nọ kia đấy thì nó cũng vào tầm cỡ 200 ngoài rồi. Đấy, cũng có thể là 300 luôn mà dung tích 1 lít. À, hơn 1 lít. Giữ nhiệt của nó thì các bác không thể địch được bọn này rồi. Bọn này thì các bác dùng ok luôn. Đấy các bác nhá. S91 300.000 này, các bác nào quan tâm lên mã chưa? Rồi một con bình thủy này, một con bình thủy các bác nhá. Con này bình thủy giữ nhiệt luôn. Con này lòng bình thủy của nó thì rất đẹp luôn các bác nhá. Đó. Con này dung tích của nó tầm cỡ được 1 lít 2 thôi, 1 lít 2. Đấy các bác nhá. Con này thì các bác lên mã cho em là mã số S92. Con S92 này. Đấy. Rồi con S92 các bác nhá. Lên mã cho em một con S92 này. S92. Gửi đến các bác là 180.000 các bác nhá. 180.000 cho con bình thủy giữ nhiệt. Bình thủy giữ nhiệt, các bác lấy nước thì các bác nới ra như này nhá, rồi các bác rót nhá. Đó. 180.000 cho mã S92. Rồi một con bình Fortech nữa này. Con này đấy, con này lòng nồi của nó cũng rất đẹp, là lòng bình của nó rất đẹp luôn các bác nhá. Dung tích con này được 1 lít này. Đấy, con này 1 lít hơn chứ, hơn lít. Con này phải lít 2 các bạn. Bầu to lắm. Đấy, giữ nhiệt của nó là tất cả là nó là ba lớp tất các bác nhá. Dung tích của nó thì là như vậy, nhưng mà đều giữ nhiệt của nó là 3 lớp giữ nhiệt. Đấy. Rồi các bác quan tâm thì lên mã cho em này. Lên mã cho em là mã số S93. Con S93 gửi đến các bác là đi 280.000 các bác nhá. 250.000 thôi chứ. 250.000. À, 250.000 cho mã S93 này. Đấy, rồi các bác quan tâm lên mã cho em. S93 250.000. Rồi tiếp một con vỏ inox nữa này. Vỏ inox con này đây, lòng bình của nó rất đẹp luôn các bác nhá. Đấy. Con này các bác lên mã cho em này, lên mã cho em là mã số S94 các bác nhá. Con S94. Đó. Con S94. Con này gửi đến các bác là 280.000. 280.000 cho mã S94 này. Đấy, nhìn rất là đẹp luôn mà rất là nó khôn luôn các bạn, nhìn rất là ok. Rồi con này con bình thủy luôn, con này bình thủy giữ nhiệt luôn. Bình thủy giữ nhiệt coi nhá. Đó, bình thủy giữ nhiệt, đây lòng bình của nó này, nhìn rất là sáng sạch sẽ luôn.
Đấy, các bác quan tâm lên mã cho em con mã số S95, con S95 các bác nhé. S95 này phải đến các bác 150.000 thôi. Đấy, 150.000 cho mã S95 này. S95 150.000. Đấy, 150.000 cho mã S95 các bác nhé. Bình thủy giữ nhiệt. Rồi một con cũng là con bình thủy giữ nhiệt luôn này. Con này thì nó có kiểu rất hay các bác nhé. Đấy. Cũng nới ra rồi các bác mới rót nước được nhé, nới ra chứ không cần phải mở nắp hết đâu, nới ra là các bác rót. Đấy. Con này thì các bác có thể pha chè tươi hay là chè khô hay là bỏ kia trong này, hay là pha cà phê rót vào đây. Đấy, trong đây các bác rót ra, ok luôn. Đây thì nó để đây, cà phê này, cà phê. Đấy. Rồi các bác nào quan tâm lên mã cho em mã số S96 nhé. Con S96 dung tích của nó là con này được tầm cỡ 1 lít 2 hoặc lít. Đấy. Con S96 này gửi đến có là 150.000. 150.000 cho mã S96 các bác nhé. Rồi một con S97. Con S97 này. Con S97 này thì dung tích của nó cũng tầm cỡ 1 lít rưỡi các bác nhá. Nó bầu là nhìn vậy nó bầu nó to lắm, ở dưới nhiều phết nước hết đấy. S97 vừa đến bác, con này là đi 250.000. 250.000 cho mã S97 các bác nhá. Rồi lên mã cho em một con S98 này. Con này cũng rất là đẹp luôn, còn rất đẹp, tương đối rất sạch sẽ luôn. Đấy. Con này thì các bác ấn vào đây được, các bác mở nắp nhé. À đâu? Đúng rồi, ấn vào đây rút lên. Đấy. Ấn vào rút lên. Đấy. Con S98. Con S98 dung tích của nó là ở đây là nó để đây không nhỉ? Con này nó chỉ được 1 lít thôi các bạn. Nó chỉ được tầm cỡ 1 lít 2 thôi. 1 lít 2 thôi. Đó. Rồi các bạn quan tâm thì lên mã cho em mã số 98 nhé. Con S98 này. Ơi. S98 nhá. S98 gửi đến bác là đi 280.000. 280.000 cho mã S98 này. Đó. Rồi lên một con tiếp tục một con này thì màu của nó màu tím tím. Đây như con nhá. Đấy. Con này thì lòng nồi của nó thì cũng hơi xấu. Hơi xấu nha các bác nhá. Không bằng những con kia. Đấy. Lên mã cho em là mã số 99. Con mã S99 các bác nhá. Đó, mã S99 này. S99 thì gửi đến các bác là đi 200 con này 250.000 các bác nhá. 220.000 đi. 220.000 cho mã S99 này. Đấy. 99 nhá. Cái lòng bình của nó cũng không bóng bẩy như cái khác. Rồi con S99 này, S100, con lên S100 các bác nhá. S100. Đấy. Đấy, đây là lòng bình của nó này. Lòng bình của nó rất đẹp luôn, rất sạch sẽ luôn. Đấy. Này thì các bác về vệ sinh rửa hơi tí rồi các bác nước nhá. Đây các bác để. Đó nhá. Cái này bác vệ sinh đi tí là ok ngay mà.
cái này nó chỉ có thả vào cái là nó xoáy thôi, nó không có gen, nó chỉ có một gen thôi, có một gen đấy thôi. Đấy. Con này có lên mã cho em là S100 này, đấy, S100. S100 các bác nhá. S100 gửi đến các bác là đi 280.000. 280.000 cho mã S100. Rồi tiếp một mã S101. Đấy, con này thì cũng có bóp bóp giống như con lúc nãy nhỉ, con nhỉ, đấy, cũng vậy luôn. Cũng bóp vào mở nắp ra. Đấy, bóp vào mở nắp ra. Đấy, các bác quan tâm lên mã cho con S101. 101 các bác nhá. Mã 101 này. Mã 101. S101. Gửi đến có là đi 280.000. 280.000 cho mã S101 các bác nhá. Đó. 280.000 cho mã S101 này. Đấy, nhìn rất đẹp luôn, rất là ok, sạch sẽ đẹp đẽ luôn. Rồi con tiếp tục một con nữa, màu đen xì luôn. Con này 102. Đấy, con này gioăng giếc của nó rất ok luôn, cũng là gioăng hai lớp luôn. Con nào gioăng hai lớp tất. Cho nên độ giữ nhiệt của nó rất là ổn luôn. Đấy. Đấy, các bác nhìn chưa? Rất là đẹp đẽ sạch sẽ luôn. Đó. Rồi các bác quan tâm lên mã cho em này. Lên mã cho em. Lên mã cho em là mã số S102. Con S102 các bác nhé. S102. Con 102 này gửi đến các bác là đi 250.000 con nhé, 250.000 cho mã S102. Đấy. Con này thì chiều cao của nó đâu cũng được cái tầm cỡ 30 cm như đấy. Dung tích của nó thì được là con này thì 1 lít, con này cũng phải tầm cỡ 1 lít 2 thôi. Đấy, được 1 lít 2. Đấy. Rồi các bác quan tâm lên mã cho em nhé. S102. Rồi lên một con siêu tốc này. Con này con siêu tốc các bác nhá, con siêu tốc này. Đấy. Đây, lòng nồi nó siêu tốc nhá, con này lòng nồi siêu tốc này. Siêu tốc, con này các bác em test biết đàng hoàng hết rồi nhá các bác nhá, điện đài test để đàng hoàng hết rồi nhá. Có dây dợ để gửi đến cho các bác luôn, có dây dợ đầy đủ, dây dợ đầy đủ cho các bác. Đấy, con này các bác lên mã cho em là con siêu tốc này. Con siêu tốc này mã số... mã số 20 là 103. Mã 103. À. Mã 103. S103. Con này em gửi đến có là đi 300.000 các bác nhá. 300.000 cho mã con siêu tốc à con. 280.000 thôi. 280.000 cho mã S103 con siêu tốc. Con nhá, siêu tốc con này thì hiệu của nó Tiger. Đấy, hiệu Tiger này. Đó. 280.000 thôi. Quá bèo bọt. Một con siêu tốc. Đấy các bác nhá. Rồi lên mã cho em siêu tốc 280.000. Rồi một con Tiger 3 lít này. Con Tiger 3 lít con này thì màu một màu trắng các bác nhá, một màu trắng này. Đó. Lòng nồi của nó thì đây các bác nhá, lòng nồi của nó thì hơi hơi xấu tí này, hơi xấu tí các bác nhá, hơi xấu tại vì nó cái này nó cái này nó đun cái gì nó dính, nó đóng cặn ở dưới này. Đấy, các bác về các bác đun xong mà bác cạo nó ra. Đấy, tại cái này em đánh em đun em test ấy, khi nó bong bong ra thì em cạo cạo lấy cái móng tay em cậy cậy thì nó lên được mấy cái mảng mảng thôi. Đấy, còn nó lại không ra, nó không lên nữa. Đấy thì các bác nào về có về có xử lý thì các bác sử dụng thì các bác đun nước nóng lên là nó nóng nó bật ra, nó dẻo nó bật ra. Đấy. Con này các bác lên mã cho em là mã số con S104 các bác nhá. S104.
con mã S104 này. S104 con này gửi đến quán là đi $400.000 con nhá, 400.000 cho mã S104 hiệu Tiger. Đấy, 3 lít con này, 3 lít con nhá. Đấy, 3 lít. Rồi một con này con Tiger nữa này. Con này Tiger, con này màn hình LED nhá. Con này màn hình LED con nhá. Đấy. Đấy, lòng người con này thì rất đẹp luôn. Rất đẹp luôn các bác nhé, còn rất là tuyệt vời. Con này 2 lít 2 các bạn, con này 2 lít 2 thôi. Đó, dây dợ điện đài còn cho các bác bơm bổng là ok, đầy đủ cho các bác luôn, không thiếu cái gì cả. Đã được test nha, hàng đã được test thoải mái luôn. Đấy, đã được test, dùng là các bác về chỉ việc cắm điện 100 cho em nhé, chỉ việc cắm điện 100 để dùng thôi. Lên mã cho em là S105, con S105. Con này thì em gửi đến quá là đi 400.000 luôn này, 400.000 nhá. Đấy, 400.000 cho mã S105. Hiệu của nó là Tiger. À, hiệu Tiger, mã S105, dung tích của nó 2 lít 2. Đấy. Cái này cái phần chiều cao của cái này này, nhiều bác cứ bảo là lo nó bị ngắn, không đưa cái cốc vào được, không đưa cái ly vào được. À, thì em đo cho bác là nó cao là 21 cm. Đấy, nó cao 21 cm thì có cái ly nào 21 cm ở đâu? Đấy, ly của nó tầm cỡ 15 cm là hết đát rồi. Nếu ly cao của nó 15 đến 18 cm đi. Còn không thì thường nó chỉ được 12 cm thôi. 10 12 cm một cái ly nó đến đây thôi. Đấy các bác nhá. Cho nên các bác yên tâm là các bác bỏ ly vào con những cái con 2 lít 2 này để lấy nước thì các bác yên tâm là nó không phải là lo nó chạm, không lo nó chạm vào cái vòi đâu. Thì các bác không phải lo cái đấy nhá. Đây màn hình LED này, màn hình LED các bác nhá. Đấy, hiệu S105, 400.000. Rồi một con Tiger nữa này, cũng 2 lít 2 các bác nhá. Con này cũng 2 lít 2 luôn. Lòng nồi cũng rất đẹp luôn các bác nhá. Lòng nồi vẫn ok. 2 lít 2 các bác, 2 lít 2 nước thì coi như bác dùng thoải mái luôn, không lo và thiếu đâu. Đấy, tại vì mình dùng nó trong ngày cơ mà. Hoặc là mình dùng trong ngày không hết thì mình lại đổ luôn thêm nước vào, mai nó lại đun, tự đun mà nó mình mà nhấn đun nó lại đun lên, nhưng lúc nào nước cũng nóng mà, nên các bác lo gì là hết nước. Đó, thì con này thì các bác lên mã cho em là mã số S106 các bác nhá. S106 này. Đấy, con này thì nó có phần hơi móp ở đây nhá các bác nhá. Đây nó phần hơi móp ở đây này. Đấy, phần hơi móp ở chỗ này nhá. Đấy. Đó, còn lại là rất là tuyệt vời luôn. Vỏ của nó thì vỏ kim loại S106. S106 con này em gửi đến gọi là đi 380.000. 380.000 nhá, tại vì con này nó hơi móp một xíu ở đây nhá. Đấy, thì em sẽ giảm giá cho bác là 380.000. Rồi là một con Tiger nữa, con này cũng dung tích của nó 2 lít 2. 2 lít 2 các bác nhá. Đấy, con này lòng nồi của nó cũng rất ok luôn. Đây, lòng nồi đây. Đấy, nó thì nó cũng có ố vàng rồi nhá các bác nhá. Các bác về cái này về xử lý lại cho em. Đấy, về xử lý cho em nhá. Con này lên mã cho em là con Tiger. Dung tích 2 lít 2. Con này cũng có bóng, cũng có màn hình LED này. À, màn LED hiệu Tiger 2 lít 2. Vỏ của nó thì vỏ nhựa, không chảy xước, không bể vỡ, không bể vỡ, không bóp méng nhá. Đấy, còn ngoại hình của nó rất đẹp luôn, ngoại hình của nó rất đẹp luôn. Đấy, các bạn nhìn chưa, rất đẹp luôn. Đấy, các bạn lên mã cho em là mã số S107. S107 con này vừa đến con này đi 390.000. 390.000 cho mã S107 các bác nhé. Rồi con Yoji Yoshi này, con Yoji Yoshi này con này cũng của nó là đi 2 lít 2 các bác nhé.
2 lít 2. Đấy, lòng nồi của nó này, quá đỉnh luôn coi nhá. Lòng nồi dây dạo ok luôn. Đây nắp nhé của nó rất sáng sủa luôn. Đấy các nhá. Đấy, 2 lít 2. Con này 2 lít 2 các nhá. Đó. Rất là đẹp luôn. Rồi các bạn nào quan tâm lên mã cho em là mã số 108. Con mã 108 các bác nhá. Hôm nay chỉ về được có nồi cơm với này bình thủy với này, siêu tốc với ấy thôi. Không đồng hồ thì hôm nay không về được. Không khui hàng được. Thì các bác nào hôm nay quan tâm những mã về đồ điện này thì các bác lên mã cho em mã S108 các bác nhá. S108 này, con này em gửi đến các bác là đi 420.000 các bác nhá, 420.000. Đấy, hiệu Suzuki. Con mã S108. Đấy, các bác quan tâm lên mã chưa? Thôi 400.000 đi. Con này 400.000 đi. Đấy, 400.000 cho mã S108 đấy các bác nhá. Rồi con Tiger nữa này, con Tiger con này thì dung tích của nó cũng 2 lít 2 các bác nhá. Dung tích của nó cũng 2 lít 2. Đấy, con này thì lòng nồi của nó đây, dây dạ lòng nồi đây các bác nhá. Đó. Cũng rất là ok, rất tương đối, rất đẹp luôn. Tương đối con này tương đối thôi. Đấy, con này thì cũng có phần dơ giấy này. Đấy thì các bạn nào quan tâm lên mã chưa? Đấy phần này thì rất là sạch. Bên này vẫn ok, không bị gì. Bên này thì nó dơ, chưa lau chùi được. Đấy, các bác quan tâm lên mã cho em. Mã S109 này. S109 các bác nhé, S108 này, 109 này, đấy, 109, S109 con này gửi đến các bác đi 400.000 các bác nhé, 400.000 cho mã S109 này. Rồi tiếp tục một con nữa này, một con này là con cái gì vết đăng ba cái gì đây này, vân đen lát gì đây này. Đấy, con này của nó là dung tích của nó là đi có bao nhiêu, 2 lít này. Con này dung tích có 2 lít rồi. Đấy, to này mà có 2 lít này, to tướng này mà. Đấy, dung tích của nó 2 lít, 2 lít, 2 gì 2 lít à, nó để được có 2 lít thôi, để đây có số 2 thôi. Đó, to tiếng còn có 2 lít. Đấy, rồi các bạn nào quan tâm lên mã cho em mã số mã 1110 coi nhá, mã 1 S110. S110 hiệu con này hiệu cái gì thì nó không có đề tên hiệu gì mà nó chỉ cái tên này nó là cái gì đây. S110 con này gửi đến có là đi 400.000 coi nhá, 400.000 cho mã S110. Đấy, rồi các bạn nào quan tâm lên mã cho quan tâm lên mã cho S110. Và trong video thì các bác nào mà quan tâm tất cả các mã sản phẩm nào thì cứ liên hệ với em. Đấy, ngoài những cái dòng này ra thì em vẫn còn đồng hồ, vẫn có đồng hồ nhưng hôm nay chưa lên được. Đấy, thì cái đồng hồ cơ còn đồng hồ cơ pin rất là nhiều, cho nên các bạn nào quan tâm thì cứ liên hệ cho em, để em gửi hàng hình trực tiếp các bạn nhé. Xin chân thành cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi.